Chị ơi, buffet xiên bẩn nhà mình là bao nhiêu tiền một suất vậy? À, em ơi, ở đây nhà chị là xiên sạch, không phải xiên bẩn nhá. Đừng khai đàng hoàng và bán trong nhà. Em ra đây check hàng với nhà chị. Đây, có bao bì nhãn mát. Nhập hàng là có hóa đơn đầy đủ em nhá. Không phải xiên bẩn nhá, lưu ý giúp chị. Giá phải gọi là rẻ nhất trong khu sinh viên ở đây. Có hơn 50 loại xiên cơ. À, thì buffet xiên sạch em nhầm, xin lỗi được chưa? Sinh viên đại học thương mại hay quanh khu Hồ Tùng Mậu đâu, bơi hết vào đây. Biết là giới thiệu hơi thừa bởi vì sinh viên khu này khéo là ăn mòn quán này lâu rồi. Buffet viên không xiên lại còn sạch chỉ có 59k. Ngoài các loại xiên chiên ra thì còn có cả buffet nem nướng chỉ 49k, nhưng mà nếu muốn ăn cả hai, cả nem nướng cả xiên thì chỉ có 65k thôi, hời chưa. Hành phi hay ớt thì mọi người lấy thoải mái, ngoài ra vẫn có cả lạp xưởng nướng đá luôn. Mình đi hai người nên là lấy vừa đủ ăn, ăn mà thừa là bị phạt đấy nha. Trời ơi trời, menu sinh tố nước ép và trà chỉ từ 10 đến 20k, siêu rẻ. Lưu ý báo giảm đường vì trà tắc ở đây pha khá ngọt. Chuẩn là có hơn 50 loại viên chiên đấy, nhưng mà mình thấy không quá khác biệt nhiều hay có những cái viên đặc biệt đâu. Trong tất cả các loại viên thì mình thích nhất cái há cảng này, vỏ ngoài rất là giòn và bên trong có cái nhân tôm thơm lắm. Nem thì được nướng khá là mềm mọng, không bị khô mà thái miếng cũng dày nha. Nước chấm thì mình thấy hơi thiếu ngọt và thiên mặn một xíu so với khẩu vị của mình. Buffet ở đây giới hạn lấy đồ trong vòng 1 tiếng nhưng không giới hạn thời gian ăn và mở cửa từ 10 giờ đến 24 giờ hàng ngày.